Rồi Phương xin kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Lời nói đầu tiên cho Phương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý anh chị cô chú. Chúc quý anh chị cô chú một buổi sáng giờ này niềm vui và hạnh phúc. Giờ đây là buổi sáng sớm ở mái ấm của Phương. Đây là các bé nè, lăn chanh nè, nhóc nè. Chú nhớ con bé này không? Bị xiết cổ nè. Đó. Ở quận 7 nè. Đó. Xiết cổ đó. Què ở Bình Hưng, Bình Chánh nè. Nguyễn Linh nè. Misa nè. Đó. Gì nhớ này không? Đây biểu con, biểu coi coi, bé hiền, cái gì nhớ cái bé này không? Đó. Này nó tùy tỉnh luôn rồi đó, quà đồng luôn rồi, tổng quà nè. Xíu bị bán thịt luôn rồi đó. Cái gì con? Ba biểu ơi. Ba biểu ơi. Cái gì vậy? Giờ mày tới chết luôn mày cũng còn hỏi quan đó nữa. Mấy nhọn kìa, chu nè, nè 12 17 tắt đó, 17 á, không đó, nó bị sáng rồi. Tủ đồ ăn bé bé đó này hơn 100 kg á. Rau củ Phương mua ngon mỗi ngày, chiều Phương mua là nấu buổi sáng, rồi sáng Phương mua nấu buổi chiều đó. Bé nó cái xíu lưng đẹp không có gì. Gia tài có đôi dép để mang nè, chúng nó chơi nó hà nó cắn đứt cái quai luôn nè, nhìn chúng hà đứt cái quai luôn. Cái gì hả? Mấy vợn nè, thêm mấy vợn đó, ba vợn luôn, vợn kia tặng quà, tặng quà đó. Vợn này chắc không biết quá. Gấu, chim chi, con bò, lũng, nói gì thấy cho nó không? Đó. Nè, bé già, bé già ngất xỉu giữa đường nè, đó. Này hút men rồi vô, hút men rồi vô rồi đó. Đó, bé già đó đó. Già gần đầm sen nè. Đó. Mắt nó bị mờ rồi. Nó không thấy được. Ngoan nha. Nghe em Trung Sơn. Hả Trung Sơn. À hành chính tát nè, đó, hành chính tát á. Hành chính tát với lòng hậu nè. Chù này là Phương gửi cho tụi nó ra vô nha. Chứ Phương không có nhốt nha.
bé già đó. Chào con, hả già. Nè, con gấu nè. Gấu quận 8 nè. Gấu quận 8 này là còn ở đây được tới cuối tháng. Cuối tháng là gấu được về nhà lại rồi. Chủ với gấu có điện liên hệ với Phương lên xin nhận cái gấu về, tại vì nhớ cái gấu nên xin nhận gấu về nè. Đó, bò nè, bò ở Bình Dương nè, ở Lóc Tre Bình Dương, Lóc Tre Thuận An Bình Dương nè. Nè, ngủ đi con, nằm đi. Đó. Đó là còn cái sưng nữa mà chưa có làm được, chưa đủ kinh phí để làm. Bé đen, bé đen, để coi nè, bé nó nè, bé đen ở Bình Thạnh nè, đang ở Bình Thạnh đó. Bé này ở Trường Chinh nè, à, bé này mới cứu về Trường Chinh nè. Đi ra, đi ra. Chích thuốc mấy ngày nay rồi đó. Này khỏe mạnh rồi đó. Chơi đi chơi nè con. Đi ra chơi. Đứa canh giữ rau gạo nè, đốm nè, đốm nè, nè nè, đốm nè, bên nè, đốm nè,
quỷ truyền chinh nè, không giữ chuyên gia đào lỗ đào hang cục nữa nè. Cái chỗ này là cái học này là của na đớm nè, truyền chinh nè, không ai xâm phạm vô được luôn, không có đứa nào xâm phạm được. Cơm mày là đợi cho nó nguội xíu nữa đầu đầu bóp đánh cơm tơi nè. Thau cơm vậy đó, ba thau. Này là hai nồi nhỏ nè, hai nồi nhỏ, và hai thau này là ba nồi nè, một nồi lớn, hai nồi nhỏ, ba thau là hai nồi, đây một nồi nữa, nồi lớn nữa nè. Sáng sớm là Phương phải dọn dẹp rồi, bên trong chưa dọn nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gốc. Cái gốc. Cuối tháng nó về với mẹ mày rồi. Nha. Nha gấu nha. Cuối tháng nó về với mẹ mày nha. Nha. Được về nhà rồi. Gấu được về nhà rồi. Cái thằng này ở đây đang ngủ. Nó còn ngủ. Nằm lấp lấp vẫn gì lông hậu, gì lông hậu, giờ vô trong kia nó ồn lắm, chỗ ngồi trời đất luôn á. Lẩu đây con, đây ba, rồi đang hít thuốc, đang cho nó uống thuốc. Tối ngày cắm đầu ra ngoài kia nằm không. Cái đầu nhỉ. Nhỏ hơn cái đít. Cái đầu nhỏ hơn cái đít. Đó. Mệt mà.
tay coi, miếng sắt bắt tay coi, đó bên kia bắt tay coi, bắt tay chạy vào, không vô không vô, nó hiền, không vô, bên kia tay kia, tay kia đổi tay lại tay, đổi tay, đây bắt tay coi. Dương Tiễn, Dương Tiễn, gì, Ben, hồi khiều đứt cũng dây chuỗi bao giờ, không, còn bao mấy, hai bao nữa, không, nói gì thấy không? Hai đứa này có nằm nằm xe ha, nằm đúng trên xe ha, chứ không không có nằm đâu bây giờ. Con này mới về nè, mới lùm về nữa nè, chưa quen nhà á. Dạch 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 tại ba béo à, dạch xíu là Phương gom mấy cái mền lót cho tụi nhỏ nè, đi giặt thôi, giặt xong rồi phơi lên chiều cho tụi nó có nữa nè. À, con kia nó chưa quen nè, tụi này chưa quen á, đầu không biết làm sao mà cạo lông nó nữa nè, tỉa lông cho nó, mấy đứa lông sọt phải tỉa, tỉa nó lông thì giống cục cái cục thì. Này là chung huyết thống hết nè, anh này mà chung huyết thống á, bốn đứa mà nó thành 10 đứa. Để giờ đứa nào nói nó từ từ với nhau không đó, hai đứa này từ với nhau luôn. Mà hai con mâu kia cũng từ với nhau luôn. Bây giờ là còn có không còn nhiều nữa, vô mùa mưa đó, thì cái phần sân bên này á, thì chưa làm nữa, mưa lên mưa xuống cái đầu nó lầy đó, phần này xuống sân bên kia. Bởi vậy Phương kính mong quý anh chú chung tay góp sức với Phương, cho Phương cái kinh phí để Phương làm sân cho mấy bé, cái sân nguồn này với lại cái sân bên kia nữa đó, để làm sân rồi làm ra cái máy nữa cho mấy bé nó nằm nó chơi rồi nó ở. Tại vì người bé này nó cứ ở bên đó luôn, đem về thả đỡ bên đó là cho nó ổn định rồi đầu rồi nó tỉnh thuốc á, để đầu mới cho nó qua đây, nó hòa nhập với đám bên đây. Nhưng mà sau khi tỉnh thuốc á, là nó cứ ở bên đó không, Phương đập cái chuồng heo ra để cho bé nó vô trong đó nó ở đỡ. Tại trong chuồng heo nó có lóc nó có cán nền á, nó sạch nên để cho mấy bé nó vô đó nó ở đỡ luôn. Còn phần sân bên này với phần sân bên kia trong xong rồi, miễn là xong hai cái sân đó là ok đó, xong rồi cái ba Phương có điều kiện nữa Phương lắp camera đó. Tại vì bên đây bây giờ đó xung quanh nó vắng lắm, nhấn que à, lâu lâu mới có chiếc xe nó chạy, lâu lâu mới có chiếc xe nên phải lắp một hai cái camera rồi đó, rồi là để mình quan sát cho nó dễ nếu mà có chuyện gì xảy ra. Đế bò này cũng là vận động viên bơi lội nè, rảnh rỗi ra đi bơi lội này. Về đây là hết bơi rồi, ở đây bên kia lại bên kia nó không như ở dưới ao cá kia.
nó mấy cái chùi nào Phương đãi vậy đó, đứa nào chui vô nằm chưa không, không có ngầm chùi thì nằm dưới mấy tấm trải này. Đang chuẩn bị cơm cho tụi nó ăn. Này thao nồi rồi nè. Thao nồi. Thao nồi. Cho tụi nhỏ nè. Nó rửa sạch rồi ung phơi khô lên vậy nè. Đó, hấp vậy đó, cho nước nó ra hết. Nó cũng có ủ nước, nó cũng sạch. Ráo đàng hoàng, mũ này hiểu gì thấy không, không có một vết mở, không có dơ. Đó. Cái bé nó ăn xong là Phương gom gọn lại, là Phương rửa rửa xong là đẩy cái vỏ ra để cho nó ráo nước. Mấy thằng này là cái nước nè, nước sạch Phương vớt ra nói gì thế nè, ăn chín đúng sôi Phương phải tưới lên, Phương ngâm cơm trước đó, cho cái nước sạch ngấm vô cơm rồi xong tôi và Phương mới đeo vào tay cho Phương bóp cơm ra đó. Cho nó ngấm vô cơm một hồi rồi mình hãy bóp nước thịt mà nó ngấm vô cơm cái nữa là nó cũng đỡ lắm á, vừa mềm cơm mà dễ bóp mà nó thấm mau, thấm vô cơm bé ăn nó dễ hấp thu hơn. Phải rưới lên nha. Chưa ăn là phải lo cho bé ăn tốt hơn trước, nó ăn xong là phải dọn dẹp tới lúc thì nó đi ngủ rồi mình mới được ăn. Đó, đồ ăn của mấy bé đó là phải ớt trước, ớt nước thịt nè, ớt nước thịt vậy đó. Đó, vậy chờ cái nước nó ngấm vô cơm nó nở hộp cơm ra. Mấy bé nó ăn dễ hấp thu hơn. Chúc Phương phải tán cơm xong tán thịt trộn đều lên. Đó, cái buổi sáng vô rất sừng, rất gầm lá lại nữa nè. Đó, cứ 2 ngày 3 ngày Phương gầm lá lại. Đó, mình thấy cái sừng mùa mưa vô tới nữa nè. Đó, tại chi phí nó nhiều quá. Nếu mà cái sân này Phương chán là Phương chán Phương nữa à. Từ cái dách, từ cái đường mương đó đó, qua khỏi cái cây này chút xíu.
chừa lại cái phần đất bên kia. Con bé nó có đất rồi, có phần đất rồi, nó đi tới đi lui nó không dễ. Chó nó không phải cần thôi, có đất có nắng. Có đất có nắng nó mới tốt, hấp thụ được canxi. Mặt buồn buồn. Đi ra đây chơi nè. Đây chơi nè. Này hết da đó. Về công quà. Làm gì công quà? Hả? Hả? Xì. Công quà. Lắm rồi. Đó, da thịt. Đó. Thấy chưa? Đó. Rồi đó, sau khi mà Phương bóp cơm, trộn cơm xong rồi nè. Đó. Bây giờ chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ nè. Ăn xong vệ sinh thực phẩm. Cái khẩu phần này là những cái bé nào mà yếu, bệnh, ốm, ăn chậm phải cho chế độ ăn riêng và bổ sung thêm tinh thịt cho mấy bé đó. Đó, ba thao. Đó, thôi giờ Phương cho mấy bé nó ăn đây. Nó ồn ào lắm, vậy không có quay được nên mọi người thông cảm nha. Hẹn mọi người ở video sau. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh cho Phương một bình luận, một chia sẻ nha. Con xin cảm ơn mọi người. Giờ Phương cho từ nhỏ ăn thôi nha.